đã cho. Đầu gõ thứ tự, họ và tên. Tiếp tục, nữ. Lớp. Mỗi cái bạn đang tập nhắn tab qua là nó sẽ qua ha. Ngày sinh. Lưu ý các bạn coi lỗi chính tả nha. Rồi sau đó các bạn chọn cái gì? Muốn chọn dòng in đậm các bạn vào đâu? Tô đen cái dòng đó. Rồi chọn vào chữ B, chữ B đó là Ctrl, hoặc là các bạn có thể nhấn Ctrl B in đậm. Nếu muốn thay đổi cỡ chữ các bạn nhấp vào đây. Được chưa? Tiếp tục, canh lề giữa thì các bạn nhấp vào chỗ center. Rồi các bạn lưu ý nhớ canh chỉnh cái khung cho nó vừa đẹp mắt. Cô ví dụ, cô gõ luôn nha. Họ tên. Tất cả nhìn lên, một lát tí thực hành thì sẽ làm. Rồi, đặt trường hợp cô muốn thêm một dòng phía dưới ở ngay dòng số 3 này, cô sẽ nhấn nào? Cách thứ nhất là cô sẽ nhấn tab. Đó, các bạn nhấp con chuột, chỏ chuột tại cuối cái ô của bảng. Nhấn tab. Hoặc là các bạn sau khi thêm rồi các bạn muốn xóa nó đi thì các bạn làm sao? Nhấp chuột phải, chọn delete, xóa gì? Xóa dòng thì chúng ta nhấp vào delete. Entire round. Ok. Là nó xóa dòng. Còn nếu như các bạn muốn thêm một cột ở đây nữ, hoặc là thêm một cột nam kế bên chữ lớp á, thấy không? Thì các bạn xác định coi là mình thêm bên trái hay bên phải. Thêm cột nam, nếu mà các bạn nhấp chuột ở vị trí nữ thì các bạn sẽ chuột phải. Insert column to the right là chèn một cột bên phải. Đó, thấy không? Nó sẽ xuất hiện thêm một cột, mình ghi là, chẳng hạn mình ghi là nam. Còn lỡ như các bạn không có chèn được như ý, nó phải đứng trước nữ, thì các bạn xóa cái cột này đi. Delete cell. Xóa, chọn column là sẽ mất. Được chưa? Hoặc trường hợp khác các bạn chọn hai ô này thành một ô, các bạn vào chuột phải chọn Excel. Ở đây mình ghi tổng cộng chẳng hạn. Được chưa? Nếu mà các bạn muốn làm chọn cái hai cái này lại ở dòng cột thì các bạn cũng chọn Excel thôi. Đó là nó chọn vô. Được ha.